Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, chiều thứ Bảy ngày 2 tháng 3 năm 2024, từ thành phố Cần Thơ. Chắc quý khán thính giả cũng còn nhớ câu chuyện ông Alexei Navalny đã đột tử ở trong trại nhà tù ở phía Bắc Cực ở thị trấn Kharkiv vào ngày 16 tháng 2 năm 2024, tức là cách đây đã được hơn 2 tuần. Sau khi mà ông tử vong thì Cục Cải huấn của Liên bang Nga nói rằng là ông đi bộ, trời lạnh về ông nhuốm bệnh và ông qua đời một cách tự nhiên. Dầu rằng xe cứu thương tới nơi đây tìm cách chữa trị ông nhưng ông không có qua khỏi. Sau bản tin này thì bà Yarmish là người mà ủng hộ cho ông Alexei Navalny, chuyên điều hành những trang mạng mà ủng hộ ông Alexei Navalny, bà cũng tự nhận là phát ngôn viên, là người gì đó thay thế cho ông Alexei Navalny, thì bà nói rằng là bà muốn là được xem cái xác của ông Alexei Navalny để xem thử ông Alexei Navalny có bị thủ tiêu hay không, hay là vì lý do nào khác. Từ đó đến nay, các chính phủ của Mỹ và Tây Phương lúc nào cũng lên án Nga và cho rằng Tổng thống Vladimir Putin là thủ phạm đứng đằng sau cái chết này và phải chịu trách nhiệm. Ngoại trưởng của Nga là ông Sergei Lavrov đi đây đi đó thì ông cũng đã trả lời rất nhiều lần. Đó là những cái chết ở trong tù ở Nga cũng như là ở châu Âu hoặc là ngay ở Mỹ là một chuyện rất bình thường. Những cái chết của ông Epstein, tại sao Mỹ không có chịu điều tra và yêu cầu là Tổng thống Trump lúc đó là phải chịu trách nhiệm đi? Sao cứ hở một chút xíu ở bên Nga xảy ra chuyện gì là cứ kéo Tổng thống Vladimir Putin ra nói rằng là ông phải chịu trách nhiệm? Cũng vậy, phát ngôn viên của Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov nói rằng những yêu cầu của Mỹ và Tây Phương nói rằng Tổng thống Putin phải chịu trách nhiệm với cái chết của ông Alexei Navalny là một chuyện nực cười. Và trước phản ứng mà Mỹ, Tổng thống Joseph Biden nói rằng sẽ trừng phạt khoảng 500 viên chức của Nga liên quan cái họ gọi là nhà tù và cái chết của ông Alexei Navalny, thì bên phía của phát ngôn viên Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov trả lời, Mỹ thì lúc nào cũng vậy, cứ muốn làm cha thiên hạ thôi. Mỹ muốn làm gì thì làm, đây là cái chết tự nhiên. Mẹ ruột của ông Alexei Navalny đến tận thị trấn Kharkiv vào trong trại giam và xem xét, xem thử con mình, cái xác có còn hay không, thì bà đã thấy xác con của bà. Nhưng bà đó, nhà tù nói rằng là hãy làm một lễ nghi chôn cất con trai của bà đi trong sự đàng hoàng âm thầm, bà không chịu. Bà nói rằng là con trai bà đã tử vong như vậy, tôi muốn là đi khám nghiệm tử thi một cách riêng biệt và xem thử con trai của tôi chết làm sao. Lúc nào cũng làm ầm lên hết. Nhưng rồi khán thính giả đã biết, Liên bang Nga Tổng thống Putin đâu có dính líu gì vụ này nên họ không có ngại. Họ nói đã thế, họ giao cho bên cái nhóm ủng hộ cho ông Alexei Navalny tổ chức tang lễ cho ông Alexei Navalny đi. Đưa xác ông Navalny từ ở phía Bắc Cực ở tại tỉnh Kharkiv về tới Moscow để tổ chức làm một tang lễ cho đàng hoàng. Thế bà Yarmish, bà mới tuyên bố là bây giờ đã tang lễ thì bà đi tìm các nhà thờ lớn rồi một số nơi và để cho người dân có thể thăm viếng ông Alexei Navalny. Hôm qua họ đã tổ chức tang lễ cho ông Alexei Navalny rồi, ở tại nhà thờ tên là Biểu tượng Đức Mẹ ở quận Mariino thuộc thành phố Moscow, thủ đô của Liên bang Nga. Thế theo lời bà Kira Yarmish thì
tang lễ tổ chức rất là tốt đẹp và thành công. Và đó, sau khi mà đã có tang lễ thì đã đưa qua bên nghĩa trang Borisov để mà chôn ông Alexei Navalny. Tờ New York Times có trình chiếu hình ảnh các vị linh mục chính thống giáo tới chúc lành tang lễ, chúc lành cái gì đó làm trên cái xác của ông Alexei Navalny, và cũng thấy có nhiều, rất là nhiều bó hoa đã đặt ở nơi đây. Phải nói rằng là đám tang cũng rất là đông đúc. Nhưng mà phe chống đối họ vẫn nói, như bà Kira Yarmish vẫn nói, tôi có xem xét xác của ông Alexei Navalny, tôi thấy có một vài chỗ bầm, tôi nghi là ông ấy bị hành hạ cho đến chết. Toàn là suy đoán thôi, khi mà bị ngất xuống thì bên phía của xe cứu thương chạy tới, họ làm những hô hấp, những động tác đó làm cho một số nơi nó chỉ bầm nhẹ thôi. Vậy mà tôi vẫn nghĩ rằng là ông ấy bị hành hạ cho đến chết, không có bằng chứng gì hết. Lúc đầu đòi xác cho đã, người ta giao cho xác, rồi xem xét và xét nghiệm xác, chả thấy cái gì gọi là hành hạ cho đến chết thì suy đoán, ồ, một vài vết bầm. Tôi đã từng tới nhiều nhà quan ở bên Mỹ, thì có những người bị cái này cái nọ, là chỉ vết bầm là do máu đông lại trước khi qua đời là chuyện rất bình thường, không phải là bầm lớn. Nếu mà bầm nặng thì bà đã chụp ảnh bà ra, bà la làng lên rồi trên mạng xã hội. Bà Kira Yarmish làm gì mà tha cho Tổng thống Putin nếu mà bà thấy có những vết bầm nào lớn? Bà đâu thấy có vết bầm nào lớn nên bà chả dám chụp hình, chụp ảnh để mà la làng trên mạng xã hội. Trong khi đó thì bà vợ của ông Alexei Navalny, nay là quả phụ Yulia Navalny, nói rằng là vẫn phải đòi Tổng thống Putin chịu trách nhiệm. Vẫn phải đòi Tổng thống Putin chịu trách nhiệm. Nhưng mà với những bằng chứng như thế, xác của ông Alexei Navalny đã được đưa về Moscow và do chính nhóm mà chống đối Tổng thống Putin tổ chức tang lễ cơ mà. Họ đã nghiên cứu xác của ông như thế nào, còn cái gì nữa để mà nói. Nên là có một số nơi ở tại Moscow, họ nói là họ cũng không muốn dính vô cái chuyện này trong vấn đề tang lễ, khi mà nhờ đến họ là vì sao? Họ e ngại cái chuyện cứ thổi bùng ra những vấn đề nó không có thật. Khán thính giả đã biết rồi, ông Alexei Navalny bên phía của Tây Phương nói rằng ông là nhà coi như đứng đầu chống đối Tổng thống Putin, và ông là người tranh đấu cho nhân quyền của Nga, ông trong sạch lắm. Nhưng mà tòa án của Moscow năm 2013 kết án ông về tội thục két nhé. Và rồi ông chưa thụ án xong thì ông bị cái vụ gọi là đầu độc do thuốc độc Novichok. Ông đi qua bên Đức, ông chữa trị, sau đó ông quyết định ông về lại Nga. Và tòa phán quyết ông bỏ trốn và chưa có thi hành án xong cái vụ án thuộc két thì mới phán quyết ông thêm 19 năm tù nữa, thành tổng cộng là khoảng 30 năm. Ông bị đưa đi thụ án ở tại Bắc Cực, ở tại thị trấn Kharkiv là phía Bắc Cực của Nga. Trong thời gian mà ông thụ án nơi đó, đó thì có những cái sự điều đình để trao đổi. Bên phía của Mỹ và Tây Phương muốn trao đổi, nước Nga trả ông qua bên Tây Phương, và họ gọi đây là một sự trao đổi về tù nhân chính trị. Trong cái thời gian điều đình như vậy thì bỗng dưng ông qua đời. Thế mà qua đời bây giờ là với những bằng chứng như vậy đó, thì họ vẫn cứ thổi phồng lên đó là Tổng thống Putin sát hại ông Alexei Navalny, nhưng mà không có bằng chứng nào nổi sau khi mà đã đưa xác ông Navalny về lại Moscow do chính nhóm mà chống đối Tổng thống Putin tổ chức tang lễ nhé. Thưa quý khán giả, báo chí Tây Phương của Mỹ như là New York Times đưa những hình ảnh tang lễ rất là lớn, rất là long trọng. Ý nói rằng là ông Alexei Navalny được nhiều người dân ở Moscow thương mến. Chuyện như thế đó, một thành phố lớn bao nhiêu triệu người,
một vài ngàn người đến mà dự tang lễ của ông đó là chuyện bình thường. Tôi nhớ hồi thời kỳ tôi làm ở bên phía Mỹ, chủ tịch cộng đồng Houston thân phụ của tôi mất thì cũng cả ngàn người đến tham dự tang lễ, chuyện bình thường. Có một số người nói với tôi, anh Hùng không nên nói về đề tài này vì nó cũng tinh tế. Ủa, cái vụ mà đưa tang lễ này cho báo VN Express Việt Nam cũng đã đưa. Tôi không hiểu những người đó suy nghĩ như thế nào. Việt Nam tự do ngôn luận. Tinh tế hay không là do quyết định, mà tôi nghĩ rằng là mình nói trong tinh thần tôn trọng sự thật và tích cực xây dựng. Chứ không phải là thấy gì mà ấy là sợ rồi né. Tôi không nghĩ như vậy. Nên tôi vẫn đưa về vấn đề tin tức, về vấn đề tang lễ của ông Alexei Navalny một cách trung thực, là tại vì do chính các báo chí truyền thông của Mỹ đã đưa tin. Tôi chắc lọc lại thì rõ ràng đó là bà Kira Yarmish tuyên bố là đã xem xét xác của ông Alexei Navalny mà không thấy có gì hết, chỉ nói là nghi ngờ là vẫn bị hành hạ nhưng không có bằng chứng nào hết. Thì càng cho thấy rằng là những gì mà cục cải huấn của Liên bang Nga nói là chính xác. Tôi biết Vietnamnet cũng đã đăng tin thêm, nhưng mà báo chính thống Việt Nam không đưa hết hình ảnh là tại vì có lẽ do họ không phải là phóng viên trực tiếp thì họ không đưa. Nhưng mà tự do ngôn luận Việt Nam được tôn trọng bởi những cơ quan chính thống đó thì tôi cũng tuân theo. Tự do ngôn luận là như vậy đó. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.